Trên khắp các trang mạng xã hội, cụm từ ngừng biểu diễn, chưa được cấp phép, trở nên hot hơn bao giờ hết. Ở mọi nơi, người ta đều bàn về ca khúc bị tuyết còi, không phải bởi nội dung phản cảm hay ca từ không phù hợp, mà bởi đây đều là những ca khúc đã quá thân thuộc và gần gũi với khán giả Việt, nay bỗng nhiên không được lưu hành. Về bản thân mình thì mình cũng rất là tiếc khi những cái ca khúc đấy không còn được lưu hành. Nếu như những bài không được vào trong danh sách ấy, thì em cảm thấy rất là tiếc. Thực ra thì những tác phẩm hay như thế, đúng không, và rất là nhiều người thích. Nếu mà mình không được phát hay mình không được công nhận thì đúng là riêng cô thì cô cũng không hiểu gì về âm nhạc, nhưng mà nếu như được nghe những bài như thế cô cũng rất thích. Mình rất thích những bài hát của Trịnh Công Sơn, và những bài hát đấy mà không được cấp phép nữa thì rất là tiếc, thấy là rất là vô lý. Thì em cảm thấy là hơi tiếc ạ. Trên website chính thức của Cục Nghệ thuật Biểu diễn có quy định, các đối tượng sử dụng những bài hát sáng tác từ trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam phải gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt nội dung về Cục Nghệ thuật Biểu diễn, trong đó phải có đơn đề nghị cấp phép cho các tác phẩm sáng tác từ trước năm 1975. Quy định tưởng như chặt chẽ của cơ quan chức năng này lại kéo theo hàng loạt hệ lụy. Dù Nối Vòng Tay Lớn đã chính thức được cấp phép từ ngày 12 tháng 4, nhưng các khúc khác là Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Ca Dao Mẹ sẽ ra sao nếu như không có bất kỳ một đơn vị nào đứng ra xin cấp phép? Một cái nguyên nhân chủ yếu đó là gì? Vẫn là quan hệ xin cho, vẫn tạo ra cái quyền lực. Cái cấp phép nó chẳng qua chỉ là một cái, lẽ ra nó là gì? Nó là tạo một cái điều kiện trong sự đánh giá chung của xã hội đối với một cái tác phẩm văn nghệ. Nhưng nó bây giờ biến thành một cái quyền của người cấp phép. Kho tàng văn hóa nghệ thuật của Việt Nam là vô tận, trong đó có một phần không nhỏ là những sáng tác trước năm 1975. Việc thắt chặt thủ tục cấp phép là góp phần quản lý chặt chẽ hay chỉ đang làm khó những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc? Các đơn vị nghệ thuật vì lo ngại thủ tục đăng ký rườm rà hay thân nhân của các tác giả đã mất, nếu không làm đơn xin được cấp phép cho tác phẩm, thì công chúng liệu có mất đi quyền được tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng hay không? Bàn tay ta nắm, nối tròn một vòng Việt Nam.